Và chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Ba Tiến Vlog Và các bạn thân mến, ngày hôm nay thì à, Tiến sẽ gửi cho các bạn tập 6 của bộ truyện Vợ tôi là lệ quỷ Xin được tóm tắt nội dung của tập trước như sau Khi mà Dương Hùng Minh bước vào căn nhà đỏ Thì cái cuốn sinh tiểu lục đó Nó lại hiện lên một dòng thông tin nữa để Dương Hùng Minh biết Đó là hắn muốn sống sót để rời khỏi căn nhà này Thì hắn phải tìm được một đôi giày màu đỏ Đôi giày này là đôi giày không phải cho người đi Mà là cho quỷ đi Sau khi bước vào hắn tìm hiểu hết ở lầu 1 xong Khám phá ra những cái sự uh, ma dị quỷ quái của tầng 1 Thì hắn lên tầng 2 Và hắn đã tìm được một cuốn nhật ký Thì từ cuốn nhật ký này hắn biết được Cái gia đình này hồi xưa cách đây 3 năm Là bao gồm có 4 thành viên Với người bố tên là Tưởng Vận Mẹ là Thái Xuân Cẩm có hai đứa con gái, một cô lớn 13 tuổi và một cô bé 6 tuổi. Thì ông bố đi làm ở công trường về, cách đây 3 năm thì ông bố đó bị tai nạn và phải bị cắt một chân đi. Còn người mẹ trong gia đình này thì không có chăm sóc hai cô con gái gì cả và cũng không quan tâm cái chuyện ông bố bị gãy chân. Dường như cô ta không có để ý gì đến gia đình này cả. Thế là hai cô con gái này thì cô chị 13 tuổi phải hàng ngày đi học về, sau đó phải nấu cơm rồi phải làm tất cả mọi việc Thành ra là hai đứa con này nó rất là ghét mẹ nó và nó rất là thương bố nó Ông bố thì sau khi bị cắt một chân đi rồi Không thể tiếp tục làm công việc ở công trường nữa Nên ông ấy đã được ông thầy giáo của cô bé này mua cho một cái xe đẩy để đi bán hoa quả Thì tình cờ ông này mới quen được một bà đồng cốt Bà này bái bảo rằng nhà này cần phải làm lễ rồi gọi hồn các thứ để cho gia đình mau chóng có tiền hơn. Thì uh, cô bé, con gái đầu tiên 13 tuổi thì cô ấy rất là ghét bà này bởi vì bà ấy lừa rất là nhiều tiền của ông bố này mà ông bố này vẫn cứ tin. Cứ hàng ngày đến nhà làm lễ rồi lên đồng. Vậy câu chuyện tiếp theo là gì? Mời các bạn sẽ cùng theo dõi tập thứ 6 của bộ truyện Vợ tôi là Lệ Quỷ. Xin mời. Chương 24. Bọn chúng sẽ dần thức tỉnh. Dòng chữ màu máu này đột nhiên hiện ra, làm cho Dương Húc Minh giật mình, lấy chân hất văng quyển sách này ra xa. Hắn hoảng sợ thật sự, toàn thân nổi hết da gà. Con bà nó chứ. Hóa ra người chết là cô chị sao? Nhưng mà cũng may, làn hiến đỏ trong tay của hắn không có đốt lên. Quyển nhật ký kia cũng chỉ nằm yên lặng trên mặt sàn xi si măng bẩn thỉu, không có bất kỳ động tĩnh gì cả. nhịp tim của Dương Húc Minh lúc này mới dần dần chậm lại. hắn ngồi xổm ở góc tường, cảm giác cả thế giới tĩnh mịch yên lặng hẳn đi. tĩnh mịch tới có thể nghe rõ tiếng tim của hắn đang đập bình bình từng nhịp một. đến giờ phút này, Húc Minh mới để ý căn nhà này có thêm một điểm kỳ quái, đó là yên tĩnh. không sai chính là yên tĩnh. Yên tĩnh một cách kỳ quái. Thông thường, những căn nhà ở gần núi rừng như này thì xung quanh sẽ có rất nhiều tiếng côn trùng. Tiếng dế kêu mới đúng chứ hả? Hiện tại là mùa hè rồi. Là thời điểm mà đêm đến côn trùng thi nhau kêu giả xích. Trong con đường tới đây, ở chỗ rừng ngô với cả rừng trúc, thì tiếng côn trùng kêu liên tục vang không ngừng nghỉ. Nhưng mà vì sao Tiến vào khu vực quanh căn nhà màu đỏ này thì tất cả tiếng côn trùng đều im bặt vậy. Trong gian phòng này, thậm chí không hề nhìn thấy vết tích của chuột bọ sinh sống. Đúng ra, những căn nhà bỏ hoang lâu năm như vậy là đụ điểm cư ngụ yêu thích của chuột mới đúng chứ. Trong phòng này sẽ đầy mùi khai nước đái chuột. Trên ghế sofa cùng hộc tủ sẽ đầy dấu răng và phân chuột mới đúng chứ? nhưng mà tất cả các phòng trong nhà này đều không có trừ một lớp bụi phủ dày kín thì không có vết tích của sinh vật sống hoạt động ở đây thậm chí trong bếp đồ ăn hư thối cũng không có bất kỳ ruồi nhặng hay giỏi bọ xuất hiện gì cả có lẽ cả ruồi muỗi chuột bỏ cũng không dám tới gần căn nhà màu đỏ này đâu dương húc mình nuốt một ngụm nước bọt cẩn thận từng ly từng tí cầm nến đỏ trong tay đặt bên cạnh quyển nhật ký màu hồng phấn kia. Nến đỏ không phản ứng gì cả. Quyển nhật ký này ghi lại tâm sự của một cô bé, có lẽ chỉ là một quyển nhật ký đơn thuần nên không làm nến đỏ cháy lên được. Nhưng trước đó, lúc gặp bóng đen ở dưới một kia, nến đỏ cũng không đốt cháy. Như vậy, nến đỏ này không phải cứ gặp phải quỷ là cháy đâu. Khả năng chỉ khi quỷ tấn công hắn thì nến đỏ mới có phản ứng thôi. Nghĩ như vậy, Dương Húc Minh không còn dây dưa với quyển nhật ký này nữa. Dù sao nội dung bên trong hắn cũng đã xem hết rồi, không cần đọc lại làm gì nữa. Hắn nhìn kỹ, xác nhận trang giấy không có hiện ra thêm dòng chữ nào mới nữa cả. Cầm quyển nhật ký đó đặt trở lại trên bàn học. Sau đó, Dương Húc Minh dán sát lưng vào tường, chậm rãi đi hướng sang bên cạnh mặc dù quyển nhật ký không có thêm phản ứng cổ quái nào cả nhưng hắn cứ an toàn là trên hết hắn sử dụng phương thức di chuyển cua bò rời khỏi phòng ngủ đi vào căn phòng sâu bên trong sâu cuối căn phòng ngủ đó có một căn phòng nhỏ được ngăn lại nhưng trong này hoàn toàn trống rỗng không có bất kỳ thứ gì cả trên vách tường thậm chí còn có không ai quét vôi cả. Vẫn còn màu xi măng thô. Trên sàn xi măng phủ đầy bắp ngô. Mùi cho bụi cùng mùi ngô trộn lẫn dậy lên một thứ mùi khó tả. Hiển nhiên, căn phòng nhỏ này không có trang trí gì cả. Không có ai ở cả. Cũng không có đồ đạc gì cả. Chỉ dành để phơi và cất bắp ngô mà thôi. Dừng hút mình rời khỏi căn phòng này. Trở lại phòng ngủ của hai chị em đó. Hắn liếc mắt lại góc tường gần cửa sổ. Quẻ nhật ký vẫn đặt trên bàn, không bị lật lên. Dương Húc Minh vẫn dán sát lưng vào vách tường, chậm rãi đi ra khỏi cửa. Hắn nhẹ nhàng khép cửa, bước ra hành lang tăm tối phía ngoài đó. Đối diện chính là căn phòng có cánh cửa gỗ màu vàng lợt không được sơn phết to ra mùi hôi thối nồng nặc nơi này chính là khu vực dương húc minh đã để dành để thăm dò sau cùng hắn không chỉ hoãn nữa, trực tiếp đẩy cánh cửa gỗ mở ra. Thời gian đã mất khá lâu rồi, dương Húc minh cảm giác được mỗi một giây phút chỉ hoãn nữa, hắn càng gặp nguy hiểm. sinh tiểu lục đã nói rõ rồi, bọn chúng sẽ thức tỉnh dần dần đấy. nếu như bọn chúng hoàn toàn tỉnh lại, căn nhà này sẽ biến thành cái thể loại gì đây? đầu tiên là bóng đen ngồi ở ghế sofa, tiếp đó là quyển nhật ký của tiểu vũ. Sau đấy sẽ là cái gì đây? Dương Húc Minh không dám nghĩ nữa. Cũng không muốn nghĩ gì cả. Hắn xác nhận. Căn phòng trước mắt này không có nguy hiểm gì cả. liền bước luôn vào và lập tức đóng cánh cửa sau lưng lại. Trước mắt của Húc Minh là một căn phòng rất lớn. Cấu tạo giống y hệt như căn phòng chính ở lầu 1. Nhưng mà bên trong thì giống tuếch. Vách tường không được sơn quét. Trên sàn nhà không có thứ gì cả. Hắn nhìn kỹ lại một lần nữa, vẫn không có bất luận một đồ vật gì ngoài lớp cho bụi ra. Mùi hôi thối tràn ngập trong không khí, càng lúc càng nồng đậm. Dương Húc Minh để ý thấy, căn phòng này cũng có cửa sổ, nhưng mà không có lắp cửa kính. Nếu quả thật gặp nguy hiểm, hắn có thể nhảy qua cửa sổ ra ngoài. Rơi từ lầu 2 xuống đất thì chắc là không chết đâu. Nghĩ vậy, hắn đi vòng quanh phòng một lần. Xác định, không có gì lạ. Lúc này, hắn mới tập trung ánh mắt vào một cánh cửa ở phía bên trái căn phòng. Phòng ở trong nhà này được xây dựng giống nhau ở lầu 1 và lầu 2. Lúc này, Dương Húc Minh đã đi thăm dò phòng ngủ của hai chị em ở phía bên phải rồi. Tiếp đó là căn phòng lớn bỏ không ở chính giữa. Nhờ vậy hiện giờ cũng chỉ còn lại căn phòng bên trái thôi. Đôi giày theo màu đỏ chắc chắn ở chỗ này rồi. Mà mùi hôi thối đang ngập tràn không gian, tựa hồ cũng từ nơi đó mà ra. Dương húc mình dơ nến đỏ lên, chậm rãi tới gần cánh cửa gỗ, không được quét sơn kia. Hắn kéo mạnh cửa ra. Kẹt. Tiếng bản lề cửa rít lên trong đêm yên tĩnh. Dù cho có nghe bao nhiêu lần đi nữa thì vẫn cảm thấy ghê tai. Dương Húc mình đứng ngay cửa phòng, dùng đèn pin chiếu vào trong. Trong nháy mắt, hắn tái xanh mặt. Trong phòng này có một cố quan tài. Tia sáng đèn pin u ám chiếu lộ một cái quan tài nằm yên lặng trong căn phòng, toát lên vẻ quỷ dị âm trầm. Đến chỗ này, mùi hôi thối đã nồng nặc đến mức dương húc mình chỉ muốn nôn mửa ngay tại chỗ thôi mùi thối này chính là đã xuất hiện từ trong cố quan tài mà ra mà gian phòng này thì cũng là một căn phòng xây thô chưa có trang trí chút nào cả bên trong trừ cái quan tài ra thì không bày biện bất kỳ đồ vật nào khác cả húc mình đứng ngoài cửa nhất thời không dám tiến vào nhà này không có người già tại sao lại để dành cho một cái quan tài trong phòng vậy mà cái quan tài này không đặt trực tiếp lên sàn mà gác ở trên ba cái băng ghế dài quan tài không tiếp xúc với cả sàn nhà sao dường Hùng mình biết quan tài hạ táng thì không được để chạm đất trước chẳng lẽ trong quan tài này có thi thể rồi sao hay là phong tục nơi này không để quan tài chạm đất dù là quan tài trống giống Dương Húc mình sắc mặt khó coi, nhìn quan tài trước mặt, nhất thời do dự. Căn nhà màu đỏ này càng ngày càng quỷ dị rồi, mà hắn có thể cảm nhận được mùi hôi thối kia càng ngày càng nồng nặc. Cũng không phải nguyên nhân, vì hắn tới gần cái quan tài. Dù hắn đứng bất động thì mùi thối này vẫn càng lúc càng nồng đậm hơn. Quả thật là có cái gì đó đang dần dần thức tỉnh. Chương 25: Quan tài quan tài màu đen vô thanh vô tức đứng sừng sững trong bóng tối tản ra mùi hôi thối nồng đậm dương húc mình đứng trước cửa phòng nhất thời không dám tiến vào nữa hắn có thể cảm được mùi hôi thối từ quan tài này càng ngày càng đậm tựa hồ như thứ gì đó đang dần dần thức tỉnh vậy ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua cửa sổ không có khung kính gì cả chiếu vào trong phòng càng khiến cho không khí càng thêm âm u, trầm ám. Quan tài màu đen, trong hoàn cảnh âm u này khiến người ta có một linh cảm mãnh liệt. Rằng tựa hồ, có một thi thể đang nằm bên trong. Nhưng mà nơi này cảnh sát đã điều tra tới rồi cơ mà. Bà chủ quán cơm đã nói rằng, trước đó cảnh sát đã vào rồi, lục tung nhà này rồi để điều tra. Nếu trong quan tài này thực sự có một xác chết thì hẳn là đã bị tìm ra và đưa đi từ lâu rồi. Như vậy, trong quan tài đến cùng là thứ gì đang tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc như vậy đây? Dương Húc Minh trầm mặc mấy giây, cuối cùng hít một hơi thật sâu, cất bước đi vào trong phòng, mở quan tài ra. Hắn cắn răng quyết tâm rồi, coi như trong này đúng là có một con lệ quỷ đang nằm thì hắn cũng quyết không thể lùi bước được. Đây là manh mối cuối cùng. Đôi giày theo màu đỏ, 90% là ở bên trong này. Sinh tử lục cũng đã nói rằng rồi, xác suất sống sót của hắn không phải là không có nhiều đâu. Nếu bên trong có lệ quỷ thật thì hắn còn có nến đỏ trong tay. Với sự bảo hộ của nến đỏ, thì hắn tối thiểu cũng chạy kịp ra khỏi căn phòng này. Cùng lắm thì nhảy ra khỏi cửa sổ vậy. Nghĩ như vậy thôi, Dương Húc Minh đi thẳng tới bên cạnh quan tài. Hắn đi quanh quan tài một vòng, xác định bốn phía không có bất kỳ vật gì đặc biệt cả. Lúc này mới mới thật sâu thu hồi đèn bên lại. Đứng ở đầu quan tài, tay trái giơ nến đỏ lên. Dương Húc Minh đặt tay phải lên nắp quan tài. Hắn dùng sức đẩy mạnh nắp quan tài ra. Nhưng mà có chút ngoài ý muốn là cái nắp quan tài này khá nặng. Dương Húc Minh dùng một tay không đẩy ra được. Hắn trần chờ dây lát, rồi bỏ nến đỏ xuống góc phía đông nam của quan tài. Chắp tay, vái nến đỏ rồi làm bẩm. Lệ thử ơi, có lẽ nào em lại trơ mắt nhìn anh chết chứ hả? Nếu như cô chết thật thì anh cũng van xin tình nguyện, chứ trong tay em mà thôi. Dương húc mình, đặt hai tay lên nắp quan tài. Dùng hết sức bình sinh, đẩy mạnh về phía trước trong bóng tối truyền đến một tiếng kịch nặng nề. Hắn cuối cùng đã dịch chuyển được cái nắp quan tài này rồi. Nhưng hắn cũng không dừng lại mà tiếp tục đẩy về phía trước. Đến khi nắp quan tài đã lệch ra một khoảng khá rộng rồi, có thể nhìn thấy đồ vật bên trong, thì Dương Húc mình mới dừng lại. Lúc này trong không khí, mùi hôi thối tỏa ra nồng nặc giống như đem xác động vật chết sữa ra ba ngày vậy bỏ vào nước trước mặt Dương Húc Minh vậy. Hắn tái xanh mặt mày, lùi lại mấy bước, lấy tay bịt mũi mới cảm thấy đỡ buồn nôn chút tí đi. Nhưng mà bên trong quan tài này lại không có bất kỳ động tính gì cả. Cây nến để trên nắp quan tài cũng không có cháy lên. Tình cảnh này Dương Húc Minh mới bình tâm lại một chút. Hắn móc đèn pin ra, chậm rãi tới gần quan tài đèn pin chiếu sáng một mảnh đen kịt trong quan tài. Trong mắt Dương Húc Minh, chỉ vẹn vẹn là một cái quan tài trống giống thôi. Không có thi thể, không có giày thêu, bên trong hoàn toàn trống tích. Tình trạng này khiến Húc Minh cảm thấy trong lòng đắng chát. Kỳ thật, nếu bên trong có sắc chết đi, mà có đôi giày màu đỏ này nữa thì hoặc là bỗng dưng nhảy ra con quỷ kinh khủng nào đó thì cũng đều tốt Thế nhưng mà trong quan tài này lại trống rỗng. Giờ hắn biết đi tìm chỗ nào đôi giày đỏ đây. Đây đã là gian phòng cuối cùng rồi. Và lại trong quan tài trống rỗng này chẳng có bất kỳ thứ gì cả. Vậy mùi hôi thối từ đâu mà ra vậy? Chẳng lẽ là tự quan tài này mang mùi thối sao? Không thể nào. Húc Minh trần trọng một chút, xích lại gần quan tài thêm một chút nữa. Hắn tay trái cầm nến đỏ, thò vào, dò xét một lúc. Xác định, không phản ứng gì cả. Lúc này, hắn mới ngó đầu bà xem. Trong quan tài này, mùi xác chết thối giữa càng nồng nặc hơn. Dương khúc mình bị hun đến mức cơ hồ không mở được mắt. Lần này rốt cục hắn đã phát hiện ra điểm kỳ quái rồi. Mặc dù nhìn xung quanh thì quan tài này rỗng tích thật đấy. Nhưng mà khi nhìn kỹ, dưới đáy của nó có một lớp hình bóng nhạt nhạt giống như bôi một lớp sơn đen lên đáy quan tài vậy lại giống như kiểu trước đây nơi này từng có một bãi nước đã khô cạn vậy húc minh nhìn kỹ cầm đèn pin chiếu rọi vào phát hiện bóng đen dưới đáy quan tài giống như là hình dáng của một đứa bé nhỏ vậy đã từng có một đứa bé nằm trong quan tài này lưu lại vết tích dưới đáy quan tài nhìn hình dáng nhỏ bé thì hẳn là cô em gái tưởng hơn kia rồi nhưng mà tại sao cô bé lại nằm trong quan tài làm gì vậy? Húc Minh cảm thấy thật kỳ quái. Một giây sau, nến đỏ trong tay của hắn bỗng phát cháy rừng rực. Húc Minh giật mình, vô thức quay đầu nhìn phía sau. Nhưng lại đã muộn rồi. Trong đêm tối, một bóng đen vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng của hắn. Bóng đen này cúi xuống, tôm lấy hai chân của Dương Húc Minh. Nâng lên rồi đẩy mạnh ra trước hắn bị đẩy rơi luôn vào trong quan tài này. Dương Húc Minh còn chưa kịp phản ứng gì cả, đầu đã đâm sầm vào lòng quan tài rồi, phát lên một tiếng bụp trầm đục. Sau đó, nắp quan tài bị khép lại ngay lập tức. Cái nắp quan tài mà Dương Húc Minh này, thanh niên cao to, mét tám, phải dùng hai tay mới đẩy ra được, thì giờ lại bị bóng đen kia nhẹ nhàng đẩy lại. Trong bóng tối, Húc Minh có chút mơ hồ hắn vô thức che đầu của mình lại kinh ngạc nhìn nắp quan tài đang đóng lại kia không kịp phản ứng gì cả đứa nào chơi ác nhốt hắn vào trong quan tài thế này đệt mợ nó chứ nửa đêm rồi làm chuyện thất đức đấy hả húc minh vừa sợ vừa giận ngọn nến đỏ của hắn vẫn cầm trong tay nhưng mà lúc hỗn loạn bị hắn đè lên đã tát rồi mà sau đó nến đỏ cũng không cháy lại nữa tựa hồ ác ý nhắm vào húc minh đã biến mất rồi ở bên ngoài quan tài trở nên yên tĩnh đến tiếng kìm hơi cũng có thể nghe được nhưng mà dương húc minh biết kẻ vừa chơi đèo hắn chính là bóng đen trong phòng khách kia nhưng mà tên này làm sao mà im lặng lẻn vào trong phòng lúc nào vậy không phát ra một âm thanh gì cả khiến hắn trở tay không kịp húc minh nằm trong quan tài cảm thấy đáng trách hắn hối hận mình chủ quan đồng thời cũng đang suy nghĩ xem bóng đen này cuối cùng là có ý đồ gì đây nó có thể tấn công từ bên sau hắn cơ mà mà lại không tổn thương hắn chút nào cả chỉ đem hắn xô vào trong quan tài thôi chẳng lẽ bóng đen kỳ thật này không có năng lực tổn thương người khác sao cho nên chỉ rình mò lúc hắn sơ ý xô hắn vào quan tài định làm hắn chết ngạt sao dương quốc minh đặt hai tay lên nắp quan tài rồi dùng sức đẩy mạnh phanh một tiếng trầm thấp vang lên nắp quan tài vừa đẩy hé lên được một chút thì phía trên ngay lập tức có một luồng sức mạnh đè xuống nắp quan tài nặng nề sập trở lại kín kẽ như ban đầu vậy đã có thể khẳng định rồi bóng đen này chính là muốn nhốt hắn tới chết ngạt chương hai sáu tiếng khóc bị nhốt cứng trong quan tài. Dương Húc Minh nằm co rúm cơ thể, mò mẫm phân tích tình huống. Từ trước đến giờ, bóng đen kia dường như có thể di chuyển vô thanh vô thức. Nhưng một khi bị nhìn thấy thì nó sẽ không thể nhúc nhích được. Nó có chút sức mạnh, nhưng cũng không lợi hại cho lắm đâu. Bởi vì nếu nó mạnh mẽ thì đã bóp chết hắn rồi. Như vậy cái bóng đen này, gây yếu này là ai nhỉ? bốn người trong nhà này thì cô bé út mới sáu tuổi thôi. Không thể nào là con bé được. Cô chị Tiểu Vũ 13 tuổi. Cũng có khả năng đấy. Nhưng mà dựa vào những thông tin hắn thu thập được thì Tiểu Vũ chính là người mang đôi giày thêu đỏ kia cơ mà. Vậy đây hẳn là lệ quỷ rồi. Ghê gớm nhất trong nhà này. Nếu trình độ chỉ có những bóng đen kia thì át hẳn. Sinh tiểu lục đã không có hù dọa hắn dùng dọn đến như vậy cũng không thể nào là ông bố tưởng vận được bởi chân phải của ông ta bị cắt cụt đến đầu gối rồi mà công nhân làm công trường không có khả năng gầy yếu thấp lụt như vậy đâu cho nên đối tượng hoài nghi cuối cùng chính là bà mẹ hai chị em đều có nhắc đến mẹ đều tỏ ra chán ghét mẹ của mình trong nhật ký cô bé tiểu vũ thì ba mẹ chẳng những không để ý con mà đến cả chồng của mình cũng chẳng thèm quan tâm ông bố hốt đi làm công trường trong nhà có ba nữ nhân nhưng đều là cô bé tiểu vũ này đi chợ mua đồ nấu cơm thật giống như là trong nhà không hề có mẹ vậy cô chị tiểu vũ muốn đi làm thuê lo lắng em gái ở nhà không qua chăm sóc hoàn toàn không có gửi gắm hy vọng gì vào mẹ cả chẳng lẽ là bà mẹ này thật sự lạnh lùng như vậy sao hoàn toàn không hề quan tâm tới con của mình sao quan hệ hai bên lạnh nhạt đến đồ cả hai chị em này đều cảm thấy trong nhà mẹ là người thừa thãi sao đương nhiên bóng đen này cũng có thể là bà đồng cốt lừa đảo mà tiểu vũ đã nhiều lần nhắc đến trong nhật ký nhưng từ những tình tiết trong đó cho thấy tiểu vũ đối với cả bà này có oán hận rất mãnh liệt hẳn là sẽ không thể để cho bà ta chết rồi mà vẫn còn được ở trong nhà của mình đâu Bất kể Nói thế nào Cái bóng đen này hẳn là rất yếu Đánh lén Húc Minh Trong lúc bất ngờ cũng chẳng làm được gì Hơn ngoài việc xô hắn vào quan tài Hy vọng Hắn chết ngạt trong đây Cho nên Dương Húc Minh hít mơ hơi thật sâu Quyết định lao ra ngoài trực tiếp Chiến đấu chống lại nó Hắn lần nữa dùng sức đẩy Mạnh nắp quan tài ra muốn mở nắp ra. Nhưng lần này vẫn thất bại. Sức mạnh của bóng đen này có vẻ lớn hơn đôi chút so với cả hắn suy đoán rồi. Ngày sau đó, Húc Minh phát hiện có điểm kỳ quái. Trong quan tài này không có mùi thối nữa rồi. Từ khi hắn bị xô ngã vào trong quan tài này, mùi hôi thối nồng nặc kia tựa hồ biến mất rồi. Ý thức được điều này, Húc Minh cảm thấy trong lòng trầm xuống. Rõ ràng là thời điểm này, dù là mùi hôi thối có nồng đậm hơn hay là phai nhạt hơn thì đều không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Hắn liên đèn pin, nhìn lòng quan tài này một chút. Cũng may là không thấy con quỷ nào bỏ ra cả. Nhưng mà hắn phát hiện ra, bên trong vách quan tài này có nhiều vết cào. Giống như ai đó điên cuồng dùng móng tay của mình cào lên vách quan tài vậy. Đặc biệt là trên nắp quan tài này vết cào nhiều vô cùng. Những vết cào thậm chí đen như mực vậy, giống như là máu dính lên đầu ngón tay khô cứng vậy. Nếu như không phải đang nằm ngửa trong quan tài, có lẽ rừng húc mình cũng không nhìn thấy được những thứ này đâu. Hắn liên tưởng tới bãi nước khô màu đen, hình trẻ em dưới đáy quan tài. Có khi nào cô bé em tưởng hơn 6 tuổi bị nhốt sống trong này không? Thế nhưng Cái quan tài u ám này nằm đây Cô bé chui vào để làm gì vậy Mặc dù ông bố tưởng vận Có vẻ mê tín tin tưởng tà giáo Nhưng mà tuyệt đối Sẽ không phát dầu nhốt con gái Và quan tài cho chết ngạt đâu Cơ mà tình huống hiện tại Lại cho thấy cô bé 6 tuổi này Rõ ràng là bị nhốt sống trong quan tài Đến lúc chết ngạt Trên vách Và nắp quan tài Vẫn đầy những vết cào dính máu đen gây rợn. Nửa hồ khiến Húc Minh nhìn thấy hình ảnh lúc đó. Một khuôn mặt tái xanh của cô bé đang liều mạng cào lên nắp quan tài. Sợ hãi, gào khóc, nhưng không có ai đến để cứu cô bé cả. Ngón tay đã bị bong hết móng rồi, bê bết máu. Cô bé tiếp tục gào khóc thật lớn, nhưng vẫn không có ai đến cứu cả. Dần dần cô bé lả đi, tay vẫn cố cào lên thành vách quan tài nhưng động tác ngày càng chậm. Tiếng khóc yếu dần. Cuối cùng, thân thể khốn khổ của cô bé co quắp lại, bị thiếu dưỡng khí. Cô bé chết dần, chết mòn. Chỉ có đôi mắt tuyệt vọng, bởi vì ngạt thở mà trợn ngược lên, nhìn trọng trọc vào Dương Húc Minh thôi. Dương Húc Minh bỗng nhiên lắc lắc đầu, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Đệt mà, vừa rồi là chuyện gì vậy? Vì cái gì trong đầu của mình đột nhiên hiện ra hình ảnh như vậy hả? Mà một màn cuối cùng kia cũng thật quá mức kinh dị. Dương Húc mình ngồi xổm dày, lưng dựa vào nắp quan tài, cả chân và tay chống xuống đáy quan tài, dùng hết sức lực đứng dậy, cố gắng dùng lưng đẩy tung nắp quan tài ra. Hãy! Trên trán của hắn nổi gân xanh, cơ bắp cả người căng cứng, sử dụng hết sức bình sinh đứng lên nắp quan tài nặng nề cuối cùng cũng bị hắn đẩy nhích lên rồi. Nhưng hắn rõ ràng có thể cảm giác được, bóng đen bên ngoài cũng gắt gao đè lên nắp quan tài. Quyết không choán thoát ra. Mà đúng lúc này, bố cứu con, chị hai ơi cứu em. Trong quan tài đột nhiên chuyển đến tiếng khóc lóc của trẻ con. Tiếng khóc này rất gần, tựa như vang lên ngay bên cạnh của Dương Húc Minh vậy đang lúc vận hết sức mở nắp quan tài ra hắn bị dọa đến dựng tóc gáy sức lực biến mất hết cả luôn nắp quan tài vừa mới bị dương hung minh đẩy nhô lên một chút đã rơi trở lại vị trí cũ rồi nện lên quan tài thành một tiếng trầm đục bên trong quan tài nến đỏ bên người dương hung minh đột nhiên run rẩy cháy lên nến đỏ bừng cháy trong nháy mắt khiến tim của hắn như rớt ra ngoài lồng ngực vậy hắn thấy rõ ngay trước mặt của mình bãi nước đen nhánh hình dạng giống đứa trẻ kia đang chậm rãi biến thành màu trắng bạch quỷ gì giống như là màu da xác chết vậy sau đó những phần màu trắng từ từ biến thành hình dạng một cô bé một xác chết bé gái cực kỳ thê thảm dần dần xuất hiện trong nắp quan tài cùng với xác chết đang dần dần xuất hiện Mùi hôi thối lúc này đã hết bây giờ bỗng nhiên trở nên nồng nặc. Âm thanh khóc lóc quanh quẩn trong quan tài, tựa hồ càng ngày càng gần vậy. Tràn ngập bi thương và tuyệt vọng. Cứu Hân Nhi với, ai thì cứu Hân Nhi đi, bố ơi, con ở trong này, con không trốn mà, con thật không phải trốn nhà đâu. Nghe tiếng khóc lóc thảm thiết bi thương ấy, Dương Húc Minh trên đầu toát đầy mồ hôi lạnh. Hắn có thể nhìn ra được thi thể cô bé càng lúc càng ngưng thở. Lúc đầu, chỉ là một hình bóng phẳng dưới đáy quan tài thôi. Bây giờ dần dần bổ sung ra thịt, dần dần thấy đủ chi tiết trên cơ thể. Chẳng bao lâu nữa thôi, trong quan tài này sẽ có thêm một thi thể của em gái nữa. Mà giờ hắn đang bị nhốt trong quan tài này, mặt đối mặt với cả xác chết này sao? Chương 27 ai đó ho khan. Nôn nóng và kinh hoàng, giống như con ngàn con kiến cùng lúc cắn xé trong tâm trí của Dương Húc Minh vậy. Hắn gấp đến đầu, toát mồ hôi hột. Tuyệt đối không thể ở đây được. Chờ đến thế này thì hoàn toàn xuất hiện thi thể. Hắn cắn chặt răng, dùng lưng đẩy lên nắp quan tài. Vẫn hết sức bình sinh đứng dậy. Dương Húc Minh bỗng phấn nộ giống lớn lên cơ hồ lớn át cả tiếng khóc vậy, quanh quẩn của cô bé kia. Nắp quan tài nặng nề, rốt cục được nâng lên lần nữa. Chiều cao hơn 1 mét 8 Dương Quốc Minh thường xuyên chơi thể thao ở trường, nên tố chất thân thể của hắn không tệ. Sức lực cũng rất mạnh mẽ. Nhưng dù là như vậy, hắn như cũ, vẫn cảm thấy vô cùng mất sức. Bên ngoài quan tài, bóng đen kia vẫn một mực đè lên nắp quan tài muốn đem hắn ép về lại bên trong. Trong ánh nến cháy leo lắt, Dương hùng Minh nhìn thấy thi thể của cô bé trong quan tài này càng ngày càng chân thực hơn. Gương mặt vì ngạt thở, mà bầm đen dữ tợn. Hai mắt vẫn mở trừng trừng, nhìn thẳng vào hắn như muốn nguyền rủa cả thế giới này vậy. Trong không khí, mùi thối giữa càng nồng đậm, đậm gây mũi. Tiếng khóc của cô bé này càng ngày càng gần bên tai. Húc mình vẫn ra sức cộng nắp quan tài trên lưng gũ cố gắng từng chút một đẩy lên đến khi nắp quan tài đã nhô lên được một khoảng khá khá rồi hắn cắn chặt răng dùng hai tay nắm lấy hai bên nắp quan tài dùng hết sức lật ngang nắp quan tài nặng nề bị dương hung minh hất bay ra ngoài nện lên sàn nhà gây nên tiếng vang thật lớn ánh trăng lạnh băng chiếu lên người của hắn như dát một lớp bạc vậy. Hắn chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như vậy, khi lại được nhìn thấy ánh sáng trăng. Dương Húc Minh nhảy vào ra khỏi quan tài, Trọn trường đôi mắt đỏ ngầu, phẫn nộ, nhìn chằm chằm bóng đen đang đứng cạnh quan tài. Chính là bóng đen hắn nhìn thấy dưới lò một, vẫn một kiểu cúi đầu lặng lặng đứng quay lưng về phía của hắn. Vẫn vóc dáng gầy yếu ma quỷ dị đó. Nhưng lần này Húc Minh không sợ hãi nữa hắn cầm nến đỏ lên giơ đèn pin lao về phía bóng đèn này ép con mẹ mày hả có ngon thì ép nữa đi này mặt của hắn đỏ bừng nửa vì thiếu dưỡng khí nửa vì vận động gắng sức quá nét mặt bởi vì sợ hãi cùng phẫn nộ mà trở nên vặn vẹo méo mó khoảnh khắc sinh tử khiến tim của dương hốc minh đập liên hồi như trống trận vần hắn lao thẳng tới bóng đen kia vừa bước vừa điên cuồng chửi mắng con mẹ mày Có bản lĩnh thì Mà lại xô tao tiếp đi xem nào Chỉ giỏi dinh chứ xuống đông thế hả Nến đỏ bùng cháy Chiếu trực tiếp vào bóng đen kia Bóng đen vốn im lìm Không nhúc nhích Giờ này vội vàng chạy trốn Khỏi ánh sáng của ngọn nến đó Nó vẫn quay lưng về phía dương húc minh Lướt về phía căn phòng lớn bên cạnh Dù nó chạy rất nhanh Nhưng lại không hề có tiếng âm thanh nào cả Phía sau Dương Húc Minh như một con mãnh thú cuồng bạo dầm dập đuổi theo về Hắn mặt mày dữ tợn, giữa cao nến đỏ, điên cuồng đuổi theo bóng đen trước mặt này. Tiếng bước chân chạy dầm dập vang vọng khắp căn nhà, phá vỡ màn đêm yên tĩnh. Con mẹ mày, con con này dừng lại xem nào, đứng lại xem nào. Hắn phẫn nộ đuổi theo bóng đen kia, xuyên qua căn nhà, trống rỗng này, đuổi tới cầu thang thông xuống lầu một. Bóng đen phía trước vẫn vội vàng chạy trốn, xuyên qua từng bậc thang tối om hướng thẳng xuống lầu một phía sau dương húc minh vẫn đuổi theo như hình với bóng vậy khuôn mặt phẫn nộ giữa ánh nến u ám chập chờn nhìn nhăn nhó kinh dị còn hơn cả mặt quỷ trong hành lang cầu thang vang vọng tiếng giống gào của hắn mẹ mày, mày đứng lại cho tao xem nhanh nhưng bóng đen kia cứ như không nghe thấy hắn nói gì vậy chỉ một mực chạy trốn khỏi vùng ánh sáng nến đỏ phát ra thôi nó như một u linh lặng im lướt trên từng bậc thang nhanh chóng chạy đến lầu một vậy lúc này húc minh mới chạy qua được một nửa số bậc thang nhìn thấy bóng đen định chạy trốn vào phòng chính của lầu một hắn cắn răng định nhảy luôn từ giữa cầu thang xuống dưới đất nhưng mà đúng lúc này dưới lầu đột nhiên vang lên một trận ho khan đầy thống khổ tiếng ho xuất hiện một cách đột ngột quỷ dị trong nháy mắt khiến cho húc mình triệt để bình tĩnh lại. Mà bóng đen kia thì vừa chuẩn bị bước vào cửa căn phòng đó. Nghe tiếng ho vang thì nó liền dừng khựng lại. Sau đó chậm rãi xoay người lại, hướng mặt về phía dương húc mình. Phía cuối cầu thang tối om kia, húc mình nhìn không rõ mặt mũi của đối phương. Hắn trần trừ dây lát, rồi trực tiếp dơ đèn pin lên, xoay thẳng bóng đen này. Giữa ánh đèn pin nhập nhòa, hắn nhìn thấy một gương mặt trắng bạch là một người phụ nữ Thái Xuân Cẩm. Bóng đen này chính là nữ chủ nhân của căn nhà này, là mẹ của hai chị em Tưởng Tiểu Vi và Tưởng Hân. Thái Xuân Cẩm, mặc dù khá giống những bức hình người vợ mỉm cười hạnh phúc trong tờ giấy đăng ký kết hôn kia, nhưng mà khuôn mặt của Xuân Cẩm hiện giờ lại đầy vẻ quỷ dị khủng bố, làn da trắng bệch như vôi, hốc mắt trống rỗng vô hồn từ hai mắt đang chậm rãi tràn ra hai dòng máu tươi rồi nhỏ tong tỏng xuống dàn nhà còn mẹ nó chứ mình thật là đại vận đại cát quá đi mà gặp nguyên gia đình quỷ rồi dương húc mình dừng lại ở giữa cầu thang đứng không nhúc nhích trong lòng cảm thấy đáng chát mà ngoài phòng tiếng ho khan bắt đầu tới gần hơn tiếng hoa khan này dồn dập thống khổ giống như một người bị bệnh viêm phổi nghiêm trọng vậy. Ho liên tục rũ rượi như bể gan bể phổi vang lên càng lúc càng gần cửa cầu thang. Cùng với tiếng ho khan là tiếng bước chân chậm rãi cùng càng lúc càng gần. Phía căn phòng chính, có cái gì đó đang đi đến hướng bên này. Húc Minh thâm trầm, hắn đứng im ở đoạn giữa cầu thang, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt với hai hàng huyết lệ. Trong lúc nhất thời, không biết phải ứng xử thế nào đây. Mặt phía sau Dương Húc Minh, từ phòng đến quan tài, tiếng bé gái di dị khóc càng ngày càng gần. Rõ ràng hắn đã rời khỏi phòng tới cầu thang này rồi cơ mà. Nhưng mà hắn vẫn cảm thấy tiếng khóc kia cứ lượn lờ ngay bên cạnh hắn vậy. Cùng với tiếng khóc nỉ non còn có văng vẳng tiếng rít ken két giận người. Tựa hồ móng tay của ai đó đang điên cuồng cào xé lên tấm gỗ quan tài vậy. Húc Minh trong lòng run lên. Hắn biết, đây là tiếng móng tay cào lên vách quan tài. Xác chết cô bé trong quan tài này đang muốn leo ra ngoài sao? Về phần bà mẹ, dưới chân cầu thang, vẫn chỉ lặng lặng đứng nơi đó. Đôi mắt vô hồn, nhìn chăm chăm vào hắn, không hề có một cử động gì khác cả. Húc Minh hoàn toàn có thể lao xuống, lên hến đỏ đuổi bà ta đi. Nhưng trần chờ một lát, hắn lựa chọn lùi lại cái bóng đen này đột nhiên chuyển biến hành vi gây cho hắn một loại dự cảm bất thường tiếng ho khan ngoài phòng vang đến càng làm cho hắn bất an hơn dương hung mình quyết định tạm thời tránh lui đã hắn nhìn trọng trọng vào gương mặt trắng bệch quỷ dị của bà mẹ ở nơi cuối cầu thang rồi chậm rãi lui lại khi hắn thối lui đến hành lang nhỏ nơi lầu hai bà mẹ kia vẫn như cũ vô thanh vô thức đứng im nơi đó ngẩng đầu vô hồn nhìn húc minh húc minh trợn mắt nhìn đối phương giây lát rồi yên lặng thối lui vào trong căn phòng ngủ của hai chị em nhà họ tường hắn nhẹ nhàng kéo cửa khép lại Trường 28, bóng người bên ngoài trong ánh sáng u ám dương húc minh nhìn thấy căn phòng ngủ của hai chị em tiểu vũ vẫn duy trì bộ dáng nguyên bản quyển nhật ký vẫn nằm yên lặng trên bàn học. Hết thảy đều giống như lúc hắn rời đi vậy. Không có chút do dự. Dường Hùng Minh đi đến kênh cửa sổ. Hắn cất bước hết sức nhẹ nhàng, cố gắng không tạo tiếng động gì cả. Đứng sau cửa sổ, Hùng Minh lặng lẽ nhìn ra ngoài xuyên qua lớp kính mở đầu. Ngọn núi hoang phía ngoài, một màu đen thăm thẳm như một con quái vật khổng lồ đang há mồm muốn cắn nuốt hết thảy mọi thứ vậy. Căn nhà màu đỏ này giống như con thuyền nhỏ phiêu lãng trên biển rộng đen ngòm vậy. Những ngọn sóng bóng đêm thâm trầm khủng bố, chập tròn trồm lên như muốn nhấn chìm hoàn toàn tất cả vào bóng tối vậy. dưới ánh trăng lạnh lẽo, một bóng người trắng bạch lặng lặng đứng trước cửa căn nhà màu đỏ. Nó quay lưng về phía húc minh, nên hắn không thấy rõ khuôn mặt được. Nhưng nhìn phía sau, giống như một người bị suy dinh dưỡng với bộ dáng gầy gò quá mức vậy thỉnh thoảng cái bóng trắng bạch này co giật người lại phát ra một trận ho khan khổng lồ thì ra tiếng ho khan lúc nãy chính là của nó phát ra giữa ánh trăng nó chậm rãi bước tới chậu than trước cổng sau đó ngồi xổm xuống nó chậm rãi thò hai bàn tay trắng bợt vào trong thậu than tựa hồ như tìm kiếm thứ gì đó vậy nó mò mẫm tìm kiếm một hồi nhưng chỉ lấy ra được chút cho giấy đốt thành than đen thôi. Bóng người trắng bạch, dưới ánh trăng bàng bạc đầy quỷ gì, tiếp tục cúi gặp người, phát ra hàng tràng ho thống khổ. Trong đêm tối tĩnh mịch, tiếng ho khan càng lộ ra vẻ ma quái đáng sợ. Sau khi không tìm được gì trong chậu than, bóng trắng chậm rãi rời đi. Nhưng nó không hề đi về hướng cửa chính căn nhà mà lại đi đến phía mặt sau, lặng lẽ biến mất ở lối rẽ bên hông nhà. Thấy cảnh này, mặt của Húc Minh dài ra ngốc trẻ. Bóng trắng này là cô chị tưởng tiểu vũ hay sao? Vì sao nó không vào căn nhà này mà đi lòng vòng phía ngoài làm gì vậy? Chẳng lẽ nó đang dự định tuần tra xung quanh sao? Chặn phá tất cả mọi con đường, trốn thoát của hắn sao? Trong lòng của Dương Húc Minh cảm giác bất an trỗi dậy mãnh liệt. Mà tiếng cô gái nhỏ khóc lóc ở bên phòng cảnh càng lúc càng rõ hơn. Tiếng khóc bi thảm thê lương tựa như cuốn của họng bị cào sách ra vậy. Mỗi lúc bị khàn đặc lại khiến hắn nổi hết cả da gà. Sao lại có loại tiếng khóc dọa người đến như vậy chứ? Đồng thời hắn cảm giác trong không khí nhiệt độ đang dần dần, dần giảm xuống vì sao mấy con quỷ này cứ xuất hiện nhiệt độ lại trở nên lạnh bút như vậy chứ chúng nó là tủ lạnh di động hay sao không do sự Hùng minh rời khỏi cửa sổ trốn vào trong cái tủ quần áo cũ nát bởi cả phòng này chỉ có duy nhất chỗ này có thể trốn được thôi trong tủ quần áo ba năm không có ai mặc cả toát ra mùi nấm mốc nhàn nhạt, nhạt nhưng nếu so với cả mùi cơ thể hôi thối càng lúc càng nồng nặc bên ngoài thì mùi này vẫn còn tốt chán húc mình co rúm thân thể cố gắng chui vào trong cái tủ quần áo thấp bé kia rồi lặng lẽ khép cửa tủ lại hắn dự định trốn trong đây chờ đợi thêm chút nữa hiện giờ ở phía ngoài nhà có một con lệ quỷ đang đi dạo này trong nhà thì có thêm hai con nữa như vậy tối thiểu vẫn còn một con chưa từng xuất hiện đó là ông bố tên tưởng vận kia so với chị em tưởng tiểu vi tưởng hân cùng bóng đen là mẹ sân trần kia đã gặp trước đó thì ông bố tưởng vận này một mực chưa từng xuất hiện khiến húc mình rất không thoải mái đến giờ phút này thì ông cũng nên ra mặt đi là vừa chứ hả chứ chờ đợi gì nữa mà còn lẩn trốn hắn đây rõ ràng là năm đó mất tích bốn người chứ không phải ba người nha húc mình tạm thời không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa Chủ yếu là ở phía ngoài nhà Còn có bóng trắng đang lượn lờ Nhìn qua thì 90% là cô chị Tiểu Vi đã chết rồi Khiến cho kế hoạch nhảy qua cửa sổ lúc đầu của hắn Coi như là dập tắt từ trong trứng nước rồi Bởi nhảy ra ngoài cũng gặp quỷ Mà lại có lẽ là lệ quỷ kinh khủng nhất trong nhà này cơ Trong tủ Húc mình còn trần chờ hai giây Rồi móc ra sinh tử lục Hắn bật đèn pin lên soi Dòng chữ trên sinh tử lục vẫn như cũ. Là đôi giày theo màu đỏ cũng chưa có đầu mối gì cả. Hùng mình cảm thấy đau đầu. Đôi giày theo đỏ đến cùng là ở đâu vậy? Không có trong quan tài của Hân Nhi. Không có trên chân của bóng đen mà mẹ. Có lẽ nào lại đang mang trên chân của cô chị Tiểu Vũ không? Thế nhưng ở bên ngoài tò mò. Chỉ có chút ánh sáng mờ mịt như vậy thôi. Hắn cũng không thể nhìn rõ được bóng trắng đó có mang giày đỏ hay không đạch mợ nó chứ Chẳng lẽ ông trời muốn ta chết rồi sao Hục mình Cất sinh từ lục vào tối Co rốn chạy đi trong tủ Càng nghĩ còn thấy bế tắc Tiến thoái lưỡng nan Cả nhà này Hắn đã lần mò lận hết tất cả đi rồi Mà không thấy nó giày đỏ đâu cả Có lẽ phải nhanh chóng trốn thoát khỏi nơi này thôi Trong lúc nến đỏ còn cắt tác dụng Trực tiếp lao ra ngoài Thoát ra khỏi nơi đây Đến lúc ấy tiếng khóc biến mất rồi Tiếng trẻ con khóc gì gì vẫn một mực quanh quẩn trong phòng này giờ. Bỗng nhiên biến mất, không hề có chút dấu hiệu báo trước gì cả. Cả căn nhà này lần nữa lâm vào tình trạng tĩnh mịch quỷ dị. Tiếng khóc biến mất đột ngột như thế, làm húc minh trong lòng rớt bột một cái. Hắn trốn trong tủ, cảm giác mùi hôi thối trong không khí này càng lúc càng nồng đậm. Ngay sau đó, phía căn phòng để quan tài vang lên tiếng bước chân tiếng chân rất nhẹ tựa hồ là tiếng chân của trẻ nhỏ vậy tiếng bước chân cách dương húc minh càng lúc càng gần hắn vội vàng tắt đèn pin đi giơ lên cây nến đỏ nhìn trong chọc, chọc vào khe cửa tủ cái tủ quần áo nơi hắn trốn dựa vào tường cửa tủ vừa vặn nhìn ra cửa phòng ngủ xuyên qua khe hở húc minh có thể nhìn thấy phía đối diện là cánh cửa sơn màu đỏ ánh trăng hắt lên tạo cảm giác như cánh cửa tắm trong máu đỏ thẫm vậy tiếng chân lẹt quẹt vang vọng quanh quẩn trong căn phòng yên tĩnh này càng lúc càng gần càng lúc càng gần cuối cùng tiếng bước chân dừng lại ở ngay ngoài, ngoài cửa phòng trong bóng tối hùng mình có thể nghe được tiếng tim mình đập thình thịch nhanh dần từng nhịp đập mà ngoài cửa phòng ngủ vẫn yên lặng không một tiếng động gì cả tựa như cô bé kia đã rời đi từ lúc nào vậy nhưng chỉ chốc lát thôi. Cánh cửa bị đẩy ra ngoài. Cánh cửa chuyển động chậm rãi mở ra. Một bóng đen nhỏ bé từ trong bóng tối đi vào. Nó đi vào căn phòng ngủ này. Xuyên qua khe hở trên tủ. Húc mình nhìn thấy bóng đen kia đang đứng lặng yên ở cửa phòng. Mặc dù không nhìn rõ khuôn mặt của bóng đen này. Nhưng dựa vào hình dáng của chiều cao này, hắn có thể đoán chắc chắn. Đây là cô bé hết tưởng hơn. Mới chui ra từ trong quan tải kia Nó... Tối phút này làm gì vậy? Hục Minh cảm giác thấy khẩn trương Chẳng lẽ nó biết mình ở đây sao? Hắn gắt gao Nắm chặt nến đỏ trong tay Hục mình trừng mắt Nhìn chằm chằm vào bóng tối kia Hắn gắt gao Nắm chặt nến đỏ trong tay Hục mình trừng mắt Nhìn chằm chằm vào bóng đen đang đứng lặng lặng Ở cửa phòng đó Trường 29 Vì sao anh còn chưa về? Trong bóng đêm im ắng tĩnh mịch Bóng đen nho nhỏ chậm rãi bước tới một bước Vừa đúng chỗ ánh trăng ngoài cửa sổ Chiếu trách vào Nhờ ánh trăng lạnh lẽo Hùng mình rước cùng nhìn thấy vóc dáng cơ bản của bóng đen này Đúng là một cô bé gái Cao đại khái khoảng chừng một mét Thân hình nhỏ bé yếu đuối Ánh trăng lấp loáng soi rõ hơn người cô bé này Trong nháy mắt Húc Minh thấy tim mình như thắt lại vậy. Đây là một cái chết đang thối giữa. Không sai. Một cái xác đang thối giữa. Không phải là bóng trắng quỷ gì. Cũng không phải bé gái xinh xắn đáng yêu. Mà đang đi vào phòng này vẻn vẹn là một cái xác thối giữa. Giờ anh trăng sáng u ám. Xác chết nho nhỏ từ từ tiến tới. Chân trái của nó đã hoàn toàn thối giữa rồi. Lộ ra xương cốt trắng bạch. Phía trên chân trái còn có chút ít thịt trao lồng lặng. Theo từng bước đi của nó Nhưng miếng thịt kia lắc lư Như muốn rơi ra vậy Phần dưới chỉ có xương trắng Thì bất lực kéo lết trên mặt đất rồi Ngược lại Bên chân phải của nó Thì vẫn còn duy trì nguyên vẹn hình dáng Cũng chưa có bị thối nát gì cả Phần nửa người trên của nó Vẹo vọ méo sạch Chỗ bả vai Tiếp nối với cả lồng ngực Đã hư thối rồi Quần áo rách nát lộ ra những dải xương sườn dài nhỏ cong vẹo. về phần hai tay của xác chết này lại càng thê thảm hơn tựa hồ như đây là phần đầu tiên bị thối giữa vậy toàn bộ chân bàn tay không còn một tí thịt nào cả xương tay lòi toàn bộ ra ngoài chỗ đen chỗ trắng giữa ánh trắng tạo nên một màu loang lổ buồn nôn chỗ cẳng tay cũng như vậy chỉ có vài xương cốt trụ lại thôi đến tận phần cánh tay sát vai mới có chút ít thịt nhẽo trao lắc lơ đập vào mắt của hung mình là hai bàn tay của cô bé bàn tay nhỏ xíu chỉ còn lại xương cốt nhưng những xương ngón tay tất cả đều vặn vẹo biến dạng rồi tựa hồ như khi còn sống bị ai đó dùng búa đập nát vậy nhìn thấy những ngón tay biến dạng này hắn nghĩ đến hình ảnh lúc nằm trong quan tài một cô bé kêu khóc liều mạng dùng ngón tay cào cố nắp quan tài muốn ra ngoài. Nhưng mười ngón tay đã cào đến gãy nát, máu me đầm đìa mà không có ai tới cứu vậy. Húc Minh trầm mặc, mắt vẫn nhìn chăm chú vào cô bé này. Vì ánh sáng quá ít nên hắn không thể thấy rõ mặt cô bé được. Nhưng cơ thể như đã vậy thì hẳn là trên đầu cũng rất khủng bố rồi. Mùi hôi thối trong không khí cùng với cả lúc xác chết đi vào phòng này lại càng thêm nồng nặc giống như Dương húc minh rơi vào trong quan tài kia vậy nhưng xác chết nho nhỏ cũng không có đi bởi hứng tục quần áo nó đứng ở cửa nhìn một lát tựa hồ phát hiện ra bàn học kia bị xáo trộn rồi nó nghiêng lệch đầu co một bên nhìn quanh quất rồi mới kéo lê thân xác toàn thịt giữa chậm rãi đi về phía cửa sổ cô bé bước từng bước chậm chạp nhẹ nhàng không mấy tiếng động lớn gì cả nhưng mỗi một bước đi đều khiến tim của Húc Minh nhảy dựng lên vậy. Tiếng bước chân xa dần. Rồi có tiếng cài bàn bị kéo lê trên sàn kẹt kẹt. Cái xác không có cơ bắp này chỉ toàn xương thôi lại có thể di chuyển được cái bàn học sao? Húc Minh hơi tò mò, nhưng hắn vẫn như cũ không dám manh động. Khe hở ở cửa tủ chỉ có thể giúp hắn nhìn thẳng về phía cửa phòng thôi còn bên cạnh hướng cửa sổ thì hắn không nhìn được căn bản là không biết cái xác nhỏ kia đang làm cái gì hắn chỉ nghe thấy tiếng kéo lê bàn học từng chút từng chút một tựa như xác chết đang gắng hết sức đẩy cái bàn ra vậy tới mấy phút sau âm thanh kèn kẹt, kẹt ngừng lại sau đó tiếng bước chân lại vang lên tiếng chân chậm chạp bước hướng lại phía tủ quần áo trong bóng tối húc minh kinh hoàng Mẹ nó chứ Bị phát hiện là sao Húc mình vô thức Nhìn thoáng con nến đỏ trong tay Nhưng mà nến đỏ đó cũng không có cháy lên gì cả Tựa như tất cả đều bình thường vậy Nhưng bên ngoài Tiếng bước chân vẫn như cũ Vẫn đang chậm rãi đến gần Theo tiếng bước chân càng gần Mùi hôi thối bốc ra càng nồng nặc Rớt cổ Nó cũng dừng lại Dừng ở ngay cạnh tủ quần áo Nơi húc minh đang núp ẩn Căn phòng này âm u. Đột nhiên lâm vào trạng thái tĩnh mình một cách quỷ dị. Trong tổ, Húc Minh toàn thân căng cứng, vô thức nín thở. Chẳng cần nhìn gì hắn cũng biết xác chết nho nhỏ kia đang đứng ngay ngoài cửa quần áo kia, cách hắn chỉ một lớp gỗ mỏng thôi. Hắn không biết đối phương có phát hiện ra hắn hay không. Nhưng khoảng cách sát như vậy, hắn không dám hít thở, sợ làm bại lộ bản thân của mình. Ngay tại lúc Húc Minh đang nín thở đến đỏ bừng cả khuôn mặt, sắp sửa không chịu được nữa rồi, thì tiếng bước chân rốt cục cũng vang lên. Xác chết nhỏ kia thoáng lay động, xuất hiện ngay trước khe hở cánh cửa tủ. Nhưng nó chỉ là đi ngang qua thôi, cũng không nhìn vào tủ mà trực tiếp đi thẳng ra cửa, tựa hồ như không hề phát hiện ra Húc Minh. Nhưng chỉ một thoáng khi xác chết đi ngang qua cửa tủ, Húc Minh thấy được rõ ràng cái đầu của cô bé này. Đó là một khuôn mặt thối giữa hoàn toàn Lớp da khô đét Dán chặt vào xương sỏ Da người mất nước Co rút nhăn nhúm Tựa như vỏ quýt khô vậy Trong hốc mắt đen như mực Không có mí mắt Che chắn Nên nhãn cầu toàn bộ Lộ ra trong không khí Tựa như chỉ cần lắc nhẹ đầu Là rơi luôn ra ngoài vậy Nhìn đấy hình ảnh kinh khủng Vừa đi ngang qua Húc mình dậy lên một trận buồn nôn Muốn ói nhưng mà hắn cố kìm nén, thậm chí không dám thở mạnh, vảnh tay lên lắng nghe. Tiếng bước chân bên ngoài đi một vòng trong phòng, thậm chí đi vào trong gian phòng, nơi phơi bắp ngô. Tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì đó. Cuối cùng xác chết nhỏ dần lần nữa xuất hiện trong tầm mắt của Húc minh. Nó lắc lơ một vòng, không thấy gì cả, cuối cùng đi ra cửa phòng ngủ, đưa tay kéo cửa, rời đi. Theo cánh cửa chậm rãi khép hở, xác chết nho nhỏ kia cũng biến mất khỏi tầm mắt của húc minh hắn thở phào một hơi mùi thối trong không khí tựa hồ phai nhạt đi một chút căn phòng lần nữa khôi phục lại trạng thái im ắng tĩnh mịch đó mặc ta mất ba ngàn năm để trưởng thành lang thang trong thân thể bất ngờ chuông điện thoại của húc minh trong túi áo hắn reo lên hắn bị dọa nhảy dựng vội vàng móc điện thoại ra bấm như điên vào nút tắt chuông vậy. Hắn thề rằng đây lần đầu tiên trong đời hắn tắt chuông điện thoại nhanh như vậy. Tiếng chuông vang lên, dọa hắn hồn phi phách tán. Sau cú cúp điện thoại đi, Hung Minh căng mắt nhìn trong chọc vào hướng cửa phòng, bắp thịt cả người căng cứng. Cứ như thể trôi qua hồi lâu vậy. Phía ngoài căn phòng vẫn yên tĩnh như cũ vậy, cũng không có bất kỳ tiếng bước chân nào đi tới gần nơi này cả. Húc Minh lúc này mới thở dài một hơi. May quá, con lệ quỷ kia không quay lại. Bình tĩnh trở lại, nắm điện thoại trong tay. Dương Húc Minh đột nhiên ý thức được điều gì đó không đúng. Điện thoại này hắn đã để ở ngoài trước khi bước vào căn nhà màu đỏ cơ mà. Vì sao bây giờ đột nhiên lại nắm trong túi con của hắn? Đứng trong tủ gỗ chật hẹp, Húc Minh trần chờ dây lát rồi cẩn thận mở điện thoại ra hắn phát hiện vừa rồi tiếng chuông báo có cuộc gọi vang lên nhưng hắn không thấy cuộc gọi nào cả trong điện thoại chỉ có vẻn vẹn một tin nhắn chưa đọc thôi vì sao anh chưa trở về vậy có phải là đi tìm tiểu tư hay không thế người gửi không có chỉ là một chuỗi mã lẳng hoảng nhìn tin nhắn này hung minh trong nháy mắt trở nên ngốc trẻ bây giờ bây giờ nên phải làm thế nào đây cái tin nhắn này trả lời hay không đây